Mến chào các bạn đã đến với kênh Phan Minh Cần Thơ Vlog. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cái món ăn rất ngon, rất dễ làm và nguyên liệu mua thì cũng rất là dễ. Đó là món cá nhồng nhúng lẩu. Hôm nay mình cứ đi chợ, mình ở chợ người ta bán con cá rất là tươi nè. Mình quyết định làm cái món cá nhồng nhúng lẩu cùng chia sẻ với các bạn. Mời các bạn cùng với mình bắt đầu vào bếp nha. Cá nhồng này mình mua tại chợ Cần Thơ của mình đó. Một ký người ta bán là 160.000 một ký, cá rất tươi các bạn. Thì trung bình thì một con vậy tương đương khoảng cỡ 1.3-1.4 kg, thì mình quyết định mua 3 con để về mình làm cái món cá nhồng nhúng lẩu nha các bạn. Đấy. Thì các bạn thấy đấy, 3 con cá này tương đương với khoảng cỡ 4.5 kg cá nhồng. Quyết định mua 3 ký để về mình làm cái món này cùng gia đình, cá nhồng nhúng lẩu. Thì các bạn thấy không, cá rất tươi. Mà đặc biệt của thịt con cá nhồng này thì rất là thơm và ngon. Lẩu mà được nấu cùng với nước dừa nữa ha, thì thôi gọi là khỏi chê đâu được, rất hào mời các bạn. Thì cá nhồng này thì khi mà mua thì mình đem về em lóc thịt cá ra để bỏ vào dĩa đó, mình để mình nhúng lẩu các bạn. Thấy không, thịt tươi lắm rồi. Đấy, các bạn nhìn là thấy thịt rất tươi rất ngon. Mặc dù nó là cá biển nhưng mà về tới ở trong đất liền này thịt nó vẫn còn tươi bạn, do cái ướp lạnh cũng tốt á. Trong vòng khoảng 15 phút thì ta cũng đã làm xong cái áp thịt nhỏ con cá này rồi. Cắt đầu nè, với xương, với mình, với cái đuôi của cá thì ta cắt để ta để như một bên để hồi ta bỏ vào nước lẩu cho nước lẩu nó ngọt các bạn. Khoảng 20 phút rồi ta đã lóc được thịt cá xong á, thì ta tiến hành ướp thịt con cá nhồng này các bạn. Thì ta sẽ bỏ một tí nè, tỏi nè, hành nè, bằng hành bằm nè, hành với tỏi bằm ta bỏ vào. Ta cho một ít hạt nêm thịt no nè, tí bột ngọt nè, và một tí xíu muối đây các bạn, và một chút dầu ăn của mình để cho cá nó không có dính liền nhau, khi bỏ vào lẩu nó không có dính, cá nó có cái sớ nó được săn chắc và không dính vào nhau đó các bạn. Để các bạn mình bỏ tí dầu ăn vào các bạn, trộn đều lên, kèm theo một tí tiêu cho nó thơm ngon, có vị cay cay của tiêu đó các bạn. Ta sẽ ướp thịt con cá này trong vòng khoảng cỡ 15 phút để cho nó thấm gia vị cho các bạn, thì con cá này nó ngon được mọi người. Đấy, sau khi mà thời gian sau ướp xong cái này thì ta bắt đầu tiến hành tới việc chuẩn bị cái gia vị của cái lẩu. Đấy. Cái lẩu này làm rất đơn giản các bạn, thì các bạn thấy đó, ta bắt đầu ta bỏ cái nồi lên thì ta cho dầu ăn vào, dầu nó sôi đó thì ta bỏ một cái củ hành tím lên đó, ta xào nhẹ để cho nước lẩu thơm đó các bạn. Đấy, khi mà hành bắt đầu đã xào sơ khoảng hành thì bắt đầu ta tiến hành đổ nước dừa vào cho nước lẩu nó ngọt đó các bạn. Đấy, nước dừa tươi ta bỏ vào. Đấy, ta đợi cho nước dừa tươi sôi lên. Đấy, trong vòng khoảng cỡ 5 phút thôi thì nước dừa nó sôi đó các bạn, thì bắt đầu ta bỏ cái đầu cá nè, cái xương nè, những cái đuôi của cá đó, rồi ta bỏ vào trong nước lẩu để cho nước lẩu nó ngon ngọt đó các bạn. Thì ta bắt đầu nấu cho chín cái xương với cái đầu đó để cho nó ngon đó, nó ngọt của cái nước đó các bạn. Khi mà cái nồi lẩu nó sôi đó, chiếc vào bếp nhỏ để ta cùng gia đình thưởng thức đó. Thì các bạn biết không, ta bắt lên cái bếp điện để cho cái nồi lẩu nước lẩu nó sôi đó, thì ta bỏ mấy cái cá mà nãy ta đã úp anh em vào đó, bỏ vào lẩu để cho chín đấy các bạn. Ta bỏ cá nè, ta bỏ thịt cá nè, cái trứng câu cá nhồng đó ta bỏ vào để cho nó sôi lên, rồi ta bỏ thêm rau muống. Đấy, các bạn thấy không, khi cá nhồng sôi thì rất hấp dẫn. Có người thì thích ăn cải xanh, có người thì thích ăn rau tần ô. Đấy các bạn, rồi bỏ vào cho nó sôi lên thì bắt đầu ta múc ra chén đây các bạn. Đây là chuẩn bị là cái nồi lẩu đã xong đó, người ta có thể thưởng thức được cái món này rồi các bạn. Thế thì thời gian chia sẻ cái món cá nhồng nhúng lẩu cũng đã dài rồi. Thôi mình xin tạm dừng cái video clip tại đây. Nếu các bạn có thích cái video clip của mình á, thì các bạn nhớ bấm subscribe để ủng hộ mình có nghị lực để tiếp tục chia sẻ cho các bạn cái clip sau. Mến chào các bạn.